Kiwin S Việt, sản phẩm của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 50 năm. Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Nhật ký đường đua. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chia tay thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình xinh đẹp, đoàn đua cúp truyền hình sẽ xuôi về xứ Huế mộng mơ trong chặng 5 và 162,5 km. Và đây chắc chắn sẽ là một trong những chặng đua chứng kiến màn cạnh tranh hấp dẫn ở đích đến, và không biết liệu huấn luyện viên nào sẽ thành công với những tính toán chiến thuật của mình. Đó là một câu hỏi khó mà chắc là chưa có ai có câu trả lời vào thời điểm này. Nhưng nếu Thanh Hiệp hỏi Thu Văn rằng ấn tượng với vị huấn luyện viên nào nhất thì đó chắc chắn là đầu tàu của tập thể Đồng Tháp, Trương Lý Duy Sinh, người một cái tên còn khá mới so với nhiều vị chiến lược gia khác tại cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Dù đối mặt với nhiều áp lực thử thách ở mùa cúp đầu tiên trong vai trò huấn luyện viên trưởng, nhưng ông đang từng bước khẳng định năng lực chuyên môn để cho thấy mình hoàn toàn xứng đáng là người kế nhiệm của chiến lược gia lâu năm Trần Văn Quýt để dẫn dắt một trong những đội xe đạp xuất sắc nhất Việt Nam, Đồng Tháp. Là cái tên còn khá mới với khán giả cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, ít ai biết rằng huấn luyện viên Trương Lý Duy Sinh từng gắn bó với xe đạp Đồng Tháp hơn 2 thập kỷ qua và nhiều lần đồng hành cùng đội trên đường đua. Năm 98 thì tham gia vào cái huấn luyện xe đạp ở đội xe đạp Dược Đúng Cô Đồng Tháp. Cũng rất là nhiều năm đi cùng với đội. Thời điểm đó thì Trần Quang Huýt trực tiếp dẫn đội. Mùa giải năm nay thì với vai trò là huấn viên trực tiếp thì trách nhiệm cũng rất là lớn. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng là một cái danh dự cho bản thân. Trọng trách lớn hơn, áp lực và thử thách cũng lớn hơn. Tuy nhiên với xuất thân là huấn luyện viên thể lực cùng thời gian dài tích lũy kinh nghiệm, khả năng chuyên môn bên cạnh chiến lược gia lão làng Trần Văn Quýt, huấn luyện viên Duy Sinh tự tin có thể tiếp nối những thành công của một trong những lò đào tạo xe đạp giàu truyền thống nhất Việt Nam. Từ những năm đầu tiên tham gia vào cái bộ môn xe đạp cùng với anh Quýt thì cũng đã chú trọng xây dựng cái nền tảng thể lực cho các em nó ngay từ đầu. Bản thân tôi thì học được chỗ anh Quýt rất là nhiều về việc ở trong cái chuyên môn, đặc biệt là cái nhạy bén của anh Quýt ở trong cái quá trình thi đấu, cái thực hiện chỉ đạo cái chiến thuật thi đấu ở trên đường. Thật sự các năm rồi thì anh Sinh cũng đi theo các đội hết. Chuyên môn thì anh Sinh rất là thuộc lòng tất cả các vận viên năng khiếu, rồi từ Quang Hoàng Thái rồi thì cũng là anh Sinh xưa cũng từng huấn luyện. Chú Quýt hoặc là thầy Sinh, mỗi người đều rất là có kinh nghiệm về chiến thuật xe đạp, tụi em vẫn toàn tâm toàn ý tập trung 100% vào cái chiến thuật của thầy. Và như chúng ta đã thấy thì Đồng Tháp chơi với một cái lợi thế rất là phong khoái và đặc biệt là đạt được cái mục tiêu của đội. Cá nhân tôi thì tôi thực sự là rất là cảm ơn các em vận viên, và thực sự là rất là hài lòng đối với những gì mà các em nó đang thể hiện và các em nó đang cống hiến cho cái xe đạp Đồng Tháp hay là cho thể thao Đồng Tháp đến thời điểm này. Trong bối cảnh chuyển giao thế hệ và lép vế về sự đầu tư so với các đội đua mạnh khác trước mùa giải, tập thể Đồng Tháp đã từng đối mặt với không ít nghi ngờ ở cúp truyền hình năm nay. Nhưng với những gì đang thể hiện, thầy trò huấn luyện viên Trương Lý Duy Sinh cho thấy tinh thần quyết tâm vì màu cờ sắc áo vẫn luôn là sức mạnh lớn nhất để xe đạp Đồng Tháp tạo nên dấu ấn riêng trên đường đua cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sau thành công nhất định của hai đội Thành phố Hồ Chí Minh Vinama và New Group trong chặng 4, khi liên tục tấn công vào áo vàng Peter Rikunov, các đối thủ của An Giang biết họ còn một cơ hội nữa để tác động vào tay đua này trước khi cuộc đua bước vào ngày nghỉ ở Thừa Thiên Huế. Đầu tiên phải kể đến hai yếu tố thiên thời và địa lợi. Khác với chặng về Đồng Hới, leo đèo ngang, chặng 5 là cung đường bằng lý tưởng có cự ly trung bình để 14 máy kéo của An Giang dễ dàng kiểm soát các cuộc tấn công. Còn thiên thời chính là những pha bứt tốt liên tiếp của các cua rơ phía ekip Thành phố Hồ Chí Minh, tập thể Đồng Tháp và cả Đồng Nai sau Spring 2, cách đích đến 50 km. Khi các tay đua mạnh bắt cặp cùng nhau liên tục thoát đi, đó cũng là lúc Peter Rikunov, tay đua từng vô địch cá nhân tính giờ U23 Nga, chọn thời cơ tấn công. Theo như huấn luyện viên Lê Thành Liêm chia sẻ, là cách phòng thủ hiệu quả nhất của đội đua áo xanh trong chặng đua này. Qua hôm qua 200 km và hôm nay 160 m thì sức lực của các cháu cũng đã có phần nào suy giảm, nên chúng tôi chọn cách tấn công làm phòng thủ để bảo vệ chiếc áo vàng cho Pep. 10 km cuối, Rikunov tấn công kéo theo Loic Desquiac của Dược Domesco Đồng Tháp chính là yếu tố nhân hòa còn lại. Khi cả hai duy trì tốc độ trung bình 50 km/h, đưa về cạnh tranh nước rút trước Phù Văn Lâu, thành phố Huế. Các vận viên của các đội đã thấm mệt sau những cuộc tấn công liên tục ở trong chặng đua ngày hôm nay thì Rikunov đã tự tin và bứt phá ở những cái mét cuối để đi trên cùng với cả Loic. Tại đích đến, Peter Rikunov có lần thứ hai thực hiện động tác ăn mừng chiến thắng. Khi tất cả đều nghĩ đây là chặng đua mà tập thể An Giang lại phải bị động phòng ngự,
thì thầy trò huấn luyện viên Lê Thành Liêm đã có một lời đáp trả đầy bất ngờ. Rikunov lần thứ hai về nhất, củng cố vị trí dẫn đầu trên cả hai bảng xếp hạng áo vàng và áo xanh. Hơn Loic của Đồng Tháp 31 giây, Javier của Bình Dương 41 giây và Igor Frolov 50 giây. Một lợi thế không nhỏ trước khi cuộc đua bước vào giai đoạn tiếp theo. Đích đến chặng đua hôm nay là một điểm hẹn ân tình quá đổi thân thuộc với cấp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Mảnh đất cố đô dù đã trải qua trăm năm nhưng vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính, dịu dàng, đầm thắm như dòng thời gian vẫn luôn đi chậm lại nơi đây. Ngược lại sau vẻ cổ kính, Huế luôn nồng hậu chào đón đoàn đua cấp truyền hình trên hành trình non sông liền một dải. Hôm nay, dưới cái nắng chói chang của miền Trung, người dân Huế ở đủ lứa tuổi nhẫn nại đón chờ đoàn đua về. 35 năm thì mình cũng đã 30 năm mình theo dõi cấp truyền hình rồi. Đó. Cho nên gì nói chung lại là bây giờ cứ có cúp truyền hình về Huế thì chắc chắn mình sẽ ra đây để mình đón đoàn và cổ vũ cho tất cả các đồng vận động viên. Người như Huế mà có cúp truyền hình thế này thủ đô rất thích, rất yêu môn đua xe này. Mỗi lúc mà đoàn đua đi qua thì cái bài hát đó nó làm nó tăng sức nóng lên. Mặc dù em là con gái nhưng mà người ta hay nói là nếu như mà đã đam mê bộ môn nào rồi thì mình cứ đam mê cho đến cùng. Vượt nắng vượt gió, tuổi 20 thân giống, quê nhân cùng Việt Nam vương cao. Em xem là lúc em học lớp 4, là lúc nào ba em dẫn em ra xem. Lúc nào em xem em rất là thích thú. Từ đó em theo dõi đến bây giờ, năm mô em cũng ra đây theo dõi cúp truyền hình. Nhà cô trên Kim Lam, cô chủ đề xuống đấy là gần 2 tiếng rồi. Để cô đợi, đợi đoàn đua vào. Cho nên là cô chủ rất là hào hức trong cái cuộc đua xe năm nào vậy. Chú rất là mê cái môn đua xe đạp. Cho nên mà sáng nay mà cô chủ là rất là hồi hộp. Cùng nhau ăn cơm sớm để mà lo đi xuống tìm cái chỗ mà được xem. Cho nên như thế là lần này chú thấy rất vinh hạnh cho Huế để chuẩn bị vào thành phố trực thuộc Trung ương. Đấy, mà được đón cái đoàn đua xe đạp này. Cho nên là cô chú rất mong rằng cái giải này rất thành công tốt đẹp. Luôn chào đón đoàn đua với tình cảm thân thương nồng hậu nhất, xứ Huế đã trở thành điểm hẹn ân tình không thể thiếu của cấp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt hơn 3 thập niên qua. Và thưa quý vị, vào ngày mai thì với tình cảm lưu luyến này thì đoàn đua sẽ tiếp tục ở lại Huế có một ngày nghỉ tự do trước khi bước vào thi đấu chặng đua thứ 6 vòng đua quanh cầu Trường Tiền Phú Xuân. Và đến đây thì chương trình Nhật ký đường đua ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Cảm ơn Tôn Đông Á đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào tạm biệt. Sản phẩm của Tôn Đông Á bảo hành lên đến 50 năm.